Xin chào các bạn đã quay trở lại với đại gia đình BBBAP cùng với những các bác thân yêu. Ngày hôm nay chúng ta được đi tới một cái chỗ mà hình như là chỗ này mới ở chỗ Bắp á các bạn. Tại vì cũng 7 năm rồi Bắp mới về lại cái chỗ mà Bắp ở á, là ở Xuân Tân Long Khánh. Đây á, là Vườn Xuân, người ta gọi cái chỗ này là Vườn Xuân. Ở trong đây á, vừa có nhà hàng, vừa có khách sạn, vừa có quán cà phê, vừa có hồ cá, khung cảnh thì khá là đẹp. Cho nên Bắp muốn quay lại cho các bạn coi khung cảnh xung quanh đây như thế nào, cũng như là một hồi nữa ăn cái gì nữa, ăn nữa đó các bạn, thì sẽ quay lại cho các bạn coi. Spring Garden nè các bạn, Spring Garden của Long Khánh. Bên kia là vách núi nhân tạo. Quay như thế này thì các bạn có thể vừa thấy Bắp và vừa thấy cảnh ở đằng trước. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây. Dắp té sắp mặt luôn. Không có té, thành công vượt chướng ngại vật. Ở đâu có, ở đây có bàn tay. Bàn tay này nó khá là hay ho, nó khá là hay ho đó. Bàn tay của Phật tổ Như Lai đó. Phải không? Nó khá là hay ho nhưng mà làm có vẻ như là bàn tay khá là gầy gò, ốm yếu. Hơi sợ sợ. Rồi chúng ta sẽ đi qua đây để mà chơi, qua đây để tham quan trước khi trời tối, trời cũng sập sập tối rồi các bạn. Ủa cái hang đá này mình được vào trong không? Hình như màn hình hơi bị nhỏ. Đây là cháu của Bắp đó các bạn. Bạn tên gì vậy bạn? Mình tên Hân đó. Bạn ấy tên Hân. Các bạn có thể gọi Hân là Khịa, tại vì Hân rất thích cà khịa với mọi người. Nói gì đó. Cháu của Bắp đó các bạn. Ấy mình được vô trong đó không? Chỗ có cái chỗ cầu thang mà Bắp nghĩ là Bắp đi lên đó. Được. Nó được dẫn lên trên đó luôn á. Nhưng mà mình cho đi, ta xây cầu thang làm gì? Đúng không? Người ta không, đúng rồi đó, hợp lý. Người ta không cho mình đi thì người ta sẽ xây cầu thang để làm cái gì? Đúng. Vậy thôi mình quay lại đi. Lo vừa đi vừa quay xém xíu là té sắp mặt luôn. Ủa còn chỗ nào đẹp nữa không? Ở bên kia có quán karaoke nữa. Ha, khá vui. Hình như là hết chỗ quay rồi đó các bạn, chỉ có cái hồ này thôi. Chắc là cũng là một video nho nhỏ. Ở đằng kia là quán cà phê. Rồi ở đằng kia là một cái khách sạn to bự. Rồi hồ trời. Và đặc biệt đặc sắc nhất là cái bàn tay ở đằng đó thôi. Đây chúng ta đang đi ngang qua cái bàn tay. Nó được hết đi. Đi. Đi lên kia, chơi. Đi. Mình được lên mấy cái cầu thang các bạn. Tại vì không thấy ai lên hết, không dám lên. Sợ bị đuổi xuống, rồi biết sao không? Nhột. Nhưng mà nghe cháu của Bắp nói là lên được thì mình cứ lên thôi. Bị đuổi thì tính sao? Nãy là con lên chưa bị đuổi đúng không? Không, không bị đuổi. Thông tin xác thực đó là hồi nãy Nhí có lên. Cháu của Bắp, Khịa có lên nhưng mà Khịa không có bị đuổi. Cháu gì đó. Nhưng mà chúng ta sẽ đi lên nè. Cẩn thận nha, tại vì Bắp đang từ từ nha con té xuống á là con chút út luôn. Khoan nha, bây giờ đang đi lên. Trời ơi, nguy hiểm quá. Rồi, tới rồi. Ui giời, bắt cô. Trời ơi. Ở bên kia thì chắc không đi được rồi. Nè. Chúng ta đã đi lên. Lên tới đây mà nhìn thấy ở dưới luôn rồi nè. Wow. Chúng ta đang ở trên cao. Mặc dù là không được cao lắm. Đó, nhìn thấy ghê không? Đang xuống. Ủa đi đâu? Ủa mọi người kia em qua đây chi vậy? Bên đây có gì vui? Ở bên đó có cái hang. Đi vô cái hang coi. Tại vì cái hang trọng không biết có gì nữa. Có không? Vô cái hang. Wow. Vô đây biết làm gì không? Kể chuyện ma nghe chơi. Đâu có gì đâu. Hình trong đó hình như cái nhà vệ sinh. Ôi ghê quá. Ý cái bóng của Bắp kìa. Thôi đi ra đi. Chỉ là cái hang thôi mà. Cái sảnh này nhìn khá sang trọng luôn nè các bạn. Màu vàng á, nhìn sang. Đó, các bạn nhìn nè, ông kẹ. Ông kẹ đang chụp hình. Trời ơi. Biết sao không? Cháu của Bắp Khịa mới rủ đi hát karaoke. Mà ngày hôm nay á, các bạn biết Bắp làm gì không? Vừa đi, vừa nói chuyện với các bạn nha.
Ngày hôm nay Bắp đi chơi với bạn, sáng đi coi phim chị em không? Sáng đi ăn bún riêu, sau đó đi coi phim chị em. Coi phim xong rồi ra đi hát karaoke, đi hát karaoke ra xong rồi á lại tiếp tục đi ăn bánh canh cá lóc, đang bánh canh cá lóc xong rồi đi về. Đi về thì Bắp lại tiếp tục mua kem Bắp ăn. Mua kem ăn rồi cho tới thời điểm hiện tại là tầm khoảng chừng 5 giờ chiều, chúng ta đang lang thang ở trong một cái vườn xuân, một cái khu vườn xuân đó, Spring Garden đó các bạn. Và một hồi nữa chúng ta sẽ lại tiếp tục được ăn đó. Hình như là cái cuộc đời của Bắp chỉ vây quanh một cái vấn đề gọi là ăn uống thôi. Rồi bây giờ không biết là đi đâu nữa. Đâu vậy anh? Hai cha con đứng chỗ này. Ở đây có hồ sen nè, nhưng mà không có bông sen. Ồ, ở trên kia có hang đá kìa. Ở trên này người ta có trang trí cho Noel. Ôi cái cây này đẹp quá à. Thích cái cây này ghê á. Cái cây này á, trang trí ở trong phòng cũng đẹp á các bạn. Hang đá nè. Của chú cũng đẹp ha. Cây thông Noel. Nhìn xuống đây là hồ sen. Trời ơi cái hồ này mà có sen á, sen mà nở chắc đẹp lắm luôn á. Đây là toàn cảnh ngay chỗ cái hang đá, người ta trang trí để mừng Noel. Đẹp quá à. Cái cây Bắp ưng nhất là cái cây bên đó, đẹp dễ sợ. Trời cái đó mà để trang trí ở trong cái góc phòng. Dạ, cách vậy Bắp. Ngầu. Các bạn có nghe không? Có nghe thấy tiếng nhạc không? Lạnh lẽo đó các bạn. Phim Tâm Sinh Tâm Thế, Thập Lý Đào Hoa đó. Trời ơi, dạ hoa. Nghe tới đây là nhớ tới dạ hoa rồi. Nói gì Bắp? Nhạc remix, lạnh lẽo remix mọi người ơi. Chúng ta lại tiếp tục đi về phía trước. Khách sạn đúng đẹp luôn. Mà không phải mình không ở cổng rồi đó nhà. Lần đầu tiên tới đây luôn á các bạn. Rồi đi xong rồi đúng không? Giờ vô ăn đúng không? Hình như là đã đi xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào ăn. Không biết nữa. Các bạn biết không? Từ hồi mà Bắp đi về Việt Nam á, Bắp đi không có nhìn đường. Bắp không biết là sao mà Bắp đi không có nhìn đường và những cái bậc cầu thang á. Đi xém té mấy lần luôn, cứ bức hụt không à. Trời ơi, có ngày thiệt chứ. Có ngày té sấp mặt luôn. Đây là địa bàn của chúng ta này các bạn. Trời ơi, ngồi ở đây khá là mát luôn á. Có gió nè, mát, buổi chiều mát ơi là mát. Và yeah, hai hàng ghế hai bên, ở giữa có một cái bàn. Lấy cái muỗng. Cơm bóng tre hả? Bây giờ là tầm khoảng chừng 7 giờ đó các bạn. Nơi nơi, nhà nhà lên đèn rồi, né ra cho xe chạy. Nếu như không muốn bị xe, không muốn bị xe quẹt thì né ra cho xe chạy. 7 rưỡi rồi. Ở đây lên đèn cũng khá là đẹp. Hồi nãy á, là có ăn rất là nhiều món ăn ngon. Nhưng mà tại vì có đi chung với khách của gia đình cho nên Bắp cứ ngại ngại không dám quay. Nhưng mà có một cái món đặc biệt á, đó là cái món cơm ở trong cái ống tre á, thì Bắp có quay được một chút cái món đó đặc biệt. Còn ngoài ra thì có những món cũng khá là quen thuộc, giống như là những món mà Bắp không biết tên. Nhưng mà là cá là gà thì cũng khá là quen thuộc đó các bạn. Nhưng mà ăn rất là ngon. Và bây giờ là lên đèn rồi cho nên chúng ta đi dạo một chút. Dạo một chút xong rồi thì đi về đó các bạn. Không biết là sau đây có đi hát karaoke hay đi đâu chơi nữa hay không. Quán cà phê qua thử không? Đi. Đi quán cà phê bên đây nè, quán cà phê bên đây. Ông đi qua đây quay cái đá cái đã. Các bạn có còn nhớ cái vách đá hay không? Buổi tối á, đèn nó lên á, đẹp hơn. Kiểu như là nó khá là vi diệu. Rất kỳ. Cái chỗ hát karaoke đó là cái gì á mà nó vàng khề á, kiểu như là nó nhìn sang, nó sang trọng ha. Sang, sang. Sang dễ sợ nè. Sau một cái dãy hàng sang trọng là một dãy, một cái vách đá nhìn rất là huyền bí về đêm. Về đêm bàn tay vẫn sừng sững ở đó. Không có đèn. Đây là các bạn. Vách đá thôi, bây giờ mình đi leo lên vách đá đi. Vách đá về đêm xong rồi mình quay xuống dưới thì coi coi là nó đẹp hay không. Tại vì ban đêm á, thì sẽ thấy đèn nhiều, thì nó sẽ đẹp hơn là ban ngày chứ đúng không? Là tối rồi. Để Bắp tập trung Bắp leo lên trên vách đá. Bởi vì là buổi tối cho nên leo lên trên vách đá nó khá là nguy hiểm đó. Đây là vườn xuân về đêm. Từ ở trên cái vách núi hồi nãy á các bạn, mình nhìn xuống. Bắp đã leo lên trên đây và chúng ta đang nhìn xuống. Ở trên đây dây điện khá nhiều cho nên chúng ta quay một chút rồi chúng ta sẽ đi xuống. Chúng ta đã đi xuống vách núi. Buổi tối thì là lên đèn nhìn lung la lung linh hơn được một chút. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra chỗ có cái bàn tay. Hồi nãy là chỉ quay thôi chứ chưa có đi ra. Bây giờ là đi ra luôn nè. Đó. Lại rồi. Đó. Nè đi, nè đi, nè đi, nè đi khách hàng ơi. Chỉ tay nè. Đường chỉ tay.
Wow, khá là gập ghềnh và khó đi á các bạn. Mấy người đi dày con gót dễ té quá. Cái này giống như là Tôn Ngộ Không đang ở bên trong bàn tay của Phật Tổ á. Có cảm tưởng như là giống như là Tề Thiên đang ở trong bàn tay của Phật Tổ và không thoát ra bên ngoài được. Và có lẽ là bác sẽ tạm dừng video tại đây thôi. Ngày hôm nay chỉ là đi dạo vòng vòng ở đây và đi ăn tiệc cùng với gia đình. Bởi vì bác thấy ở đây khá là xinh đẹp cho nên muốn quay lên cho các bạn cùng xem là cái chỗ ở gần nhà bác có một cái vườn xuân xinh đẹp như thế nào. Và bác đang vừa quay vừa đi. Một hồi nữa thì ập mặt lúc nào không hay. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bác nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế. Thế ạ. Bye.